Xin chào các bạn, clip này thì mình sẽ quay lại một trận đấu hôm qua mà mình đánh với team ma có con Lua La 8 sao Tại thì mình cũng đang chưa quan tâm đến cái hạng này bởi vì là đợi đến cái lúc mà Hết mùa dạng, gần hết mùa giải mình bắt đầu mới lên Team này mình cũng vừa thắng này 5 triệu rưỡi được chiến Và trong đó có Lua La 8 sao Giờ đây 8 sao, toàn những con 8 sao hot này Đặc biệt là cái team này Lua, La, Lua La này Masadao này, Hupa này và Giratina đều 8 sao, 41 hệ ma, đây là một cái team rất là khó chịu. Và khoảng tầm giờ đó thì lúc đó mình đang uh, thứ nhất là bỏ đồ của con Prime King này, bỏ của Brian Gadon này với cả của Mega Quaza Để uh, lắp hết vào cho con uh, Luala lên được tầm 921 000 lực chiến. Nhưng các bạn thấy lúc đó thì uh, các cái rune đỏ này mình tháo ra này của cả ba con để lắp vào vào cả chip nữa chip thì như thế này lúc đó thì mình đấu với cả team mà có Lunala đó có 8 sao đó trong tình trạng đó không chip với cả rune đỏ thì không có cho nên các bạn sẽ thấy đó là một sự khác biệt lớn phụ và chính nó là 3 triệu 6 và đội hình phụ của mình đã là 4 triệu 8 và đây là cái trận đấu mình cảm thấy rất là ức chế bên địch thì đang có ba con S cộng à 4 con S cộng hệ ma 8 sao đó chính là con Lunala này Hupa này, Masadao, với cả con Giatina. Vừa vào trận nó sẽ làm cho ba con hệ ma được tàng hình. Team ma bây giờ là cứ tàng hình rồi đánh rất là khó chịu. Team bên mình thì con Ho O bây giờ Celebi thì không đuôi mấy, mục đích cho vào Celebi nó sẽ tạo kháng tử cho con uh, Raymond Kill Re của mình. Còn uh, Ho O mục đích cho vào đó là tăng thêm 10% tất cả các chỉ số dành cho toàn bộ Pokemon và khi nó chết hay là nó ra đoạn Ulti thì nó sẽ tạo ra một quả trứng hồi sinh dành cho một pokemon hàng trước của mình ở đây thì khi con siniar nó tàng hình ý, thì nó sẽ đặt lên con diamond kêu ở đây của mình giúp cho nó sẽ có thêm một sự sống mục đích của mình cho hai con đó là như vậy coi như là bên mình sẽ mất đi hai pokemon có thể gây ra sát thương và chủ yếu là cái đam của mình dựa vào con Ninja là chính Ninja thì nó đặt cái hiệu ứng phi tiêu lên đỉnh cứ khi nào đồng đội đánh lên địch đó thì Asgen ra nó sẽ đánh ké bằng skill 1 nếu bạn thấy toàn bộ hệ ma của bên địch lại tàng hình rồi Mega Ray qua ra này Manaphy thì nó tạo ra một cái con con cá ngựa nó vừa rồi nó vừa đỡ hộ đòn cho Asgen của mình thực ra team mình là chơi toàn là thêm kiểu hỗ trợ một con đam chính là con Asgardian mặc dù 4 sao thôi sát thương nó cũng không thể cao được lắm nhất là đọ với cảm thấy con thủ kiểu như này vẫn là dựa, dựa vào đam chính là con Prime kill của mình con này thì mình nuôi theo kiểu giặc đam có thể gây sát thương lớn vâng và bay luôn con Giatina bên địch rồi bay luôn cả con masadao nữa mà khi nó, nó nhận sát thương trí tử thì nó sẽ ra đòn ulti ngay lập tức đánh lên địch nào mà giết nó. Nếu mà giết được địch luôn thì Hupa à Masadao nó sẽ được hồi sinh. Còn nếu mà không giết được địch thì nó sẽ bám vào địch trong vòng 3 lượt. Và trong 3 lượt này địch mà bị chết thì Hupa Masadao sẽ được hồi sinh. Như bạn thấy. Đó là con Lunala của địch cũng bị chết đợt vừa rồi. Nhưng mà nó đang chờ đợi đến lượt sau để nó hồi sinh trở lại. đáng ra là có thể thắng được nhưng mà chỉ vì con Lulala này mà mọi cục diện trận đấu lại quay trở lại ngay từ ban đầu đó là nó khi nó hồi sinh thì nó sẽ kéo theo toàn bộ những đồng đội hệ ma của bên nó hồi sinh theo cùng luôn ví dụ như Hupa với là uh, Giatina vừa được hồi sinh lại này rất là khó chịu để con Luala này đến lúc mà nó nhận được ấn mặt trăng thì nó sẽ có tỷ lệ hồi sinh trở lại và lại đợi thêm khoảng hai bốn hai hoặc 4 lượt nữa hành động của nó thì nó sẽ có thêm một ấn nữa cho nên tiêu diệt nó càng sớm càng tốt thì sẽ giúp nó, nó đỡ phải hồi sinh bạn vừa thấy con Giatina nó bổ đến 10, 9 triệu máu cho cả team của mình Lulala thì khả năng của nó khi 8 sao thì nó mới hồi sinh được cho toàn bộ Pokemon cũng của... thôi việc giết địch bây giờ cũng cảm thấy khó khăn hơn hẳn đang thắng thì trở nên quay trở lại ban đầu với địch đang có đến được hồi sinh trở lại đến hai con và lại tàng hình nữa lúc mà tàng hình thì sát thương đã giảm đi rất là nhiều tầm 40 lận Tuy nhiên các bạn định như mình nói ban đầu đó là con ra mình kêu đây mình hôm qua thì mình vừa tháo hết đồ ra để build lên cho con Luana để test cho nên cái clip này các bạn mình muốn nói lại đó là con Brian Kill đây mình không có Rune không có chip cho nên nó sẽ yếu hơn bình thường. Tuy nhiên không Luna với chip mà con của mình vẫn còn uh, trụ được rất là tốt. hầu như cả team chỉ như là bổ trợ cho nó thôi. Nếu giả sử đợt vượt đợt uh, trong team này của địch mà địch mà Lunala mà chỉ 4 sao thôi thì chắc chắn là sẽ thua rồi. Nhưng mà với 8 sao vừa kéo thêm hai cái con kia nữa mà thêm nhất là cái kiểu khó chịu đó là Cứ tàng hình bên mình không đánh được gì mà bên địch cứ thế mà đánh Giantina đợt này được hồi sinh đều dạy như là được uh, quay trở lại cùng với Luala cảm thấy nó trâu hơn hẳn cứ đánh được một phát lại tàng hình lửa ma thì không áp dụng lên Brahmin Kill ở mình rồi bởi vì nó miễn nhiễm với hiệu ứng khống chế và hiệu bất lợi rồi Manaphy vẫn là một con hỗ trợ rất là tốt dành cho Brian đây của mình và những Pokemon hệ nước Mặc dù là mình không nuôi nó, thực ra là mình không nuôi thật Chỉ nâng tạm nó lên thôi Tự nhiên bị chết, đó là do kiểu ứng ánh sáng của con Lulala Một trận đấu rất là lầy Cứ đánh xong lại tàng hình, thì Lula đang là một con S cộng rất là hot ở bản tiếng Trung Tuy nhiên thì địch vẫn chưa thể nào mà tiêu diệt được một cái ấn hồi sinh của mình từ con Celebi bạn thấy bỗng nhiên Brian Kill đây bị sát thương đó là do cái hiệu ứng ánh mặt trăng của con Luala nó chiều xuống gây sát thương thực đòn đánh này rất là đau chứ còn bình thường nếu đánh không không phải là mạnh đâu mất có 200 máu tại vì là lua la đang tàng hình này và đòn đánh của mình lại không bị bật ra con khác này lua chỉ là một con hỗ trợ thôi sát thương nó cũng không phải cao nhưng mà cái hỗ trợ của nó rất là khó là khó chịu và kèm thêm là cứ thỉnh thoảng nó bắn cái tia mặt trăng xuống thêm cả con Giatina nó rất là trâu rồi nữa bình thường nếu mà đội hình đủ 6 người ấy, thì con Raymond mình kêu đây mình đánh unti nó bật đi bật lại ấy, thì nó sẽ chết ngay nhưng lần này chỉ có một con thôi thì đón unti của kêu ở đây nó không có lợi được mấy Đấy. mà nhất là cứ đánh một địch xong địch kia đang tàng hình rồi thì cũng rất là bật bật không được Thế nên đang, đang cứ củ cưa như này Tuy nhiên nếu mà đây ở trong arena thật chứ không phải trong uh, Global arena này thì tức như đương nhiên là địch không đánh được lại mình rồi tại vì là Như bạn thấy là con Luana nó lại tiến vào trạng thái hồi sinh tiếp chuẩn bị tiếp Và đợt này nó lại hồi sinh luôn con Masadao Masadao thì là một con gây sát thương rất là lớn rồi Nguyên nhân là tại Tại sao là con uh, Raven kêu đây mình bị mất nhiều máu bởi vì là hiện các bạn để ý là không có hiệu ứng uh, mưa nữa, tại vì là không có con hệ nước bên cạnh. Đó chính là lý do tại sao mà Prime Kill Ray ở trong Indigo với cả Arena nó khác biệt nhau là như vậy. Phải có con hệ nước thì nó mới có hiệu ứng mưa, mới giúp giảm sát thương dành cho con uh, Prime Kill Ray. Và cuối cùng mình bị thua. Nguyên do là không phải là hết máu mà bị tiêu diệt mà là do uh, hết lượt. cũng rất khó để có thể kill được một con Brian kill vào đây của mình tiếp đến đội hình 2 này đây là đội hình 2 của mình nếu các bạn muốn tiêu diệt con Luana sớm thì các bạn phải cần có một con sát thương cao giống như là Mega Ray Gia, chẳng hạn hay là về sau Zelra hay là Masadao hay là con những con rồi những con công tốt Vừa rồi là con uh, Vulcanian bị chết rất nhanh bởi hiệu ứng ánh sáng của bên kia Nghĩ là như này là thua đấy, cuối cùng vẫn lại thắng Bởi vì là địch rất khó để kill con uh, Diamond Rauron của mình Vẫn phải nhờ vào ulti của Mega Ray Qua ra mạnh mới kill được nó mà, con Lulala lại tiếp tục hồi sinh Nhưng mà tuy nhiên đợt hồi sinh này nó nó chỉ hồi sinh cho nó thôi Chứ không hồi sinh cho những đồng đội hệ ma nữa Tại vì là mỗi đồng đội hệ ma nó chỉ hồi sinh được đúng một lần Nhưng mà thấy con Giatina bây giờ Cũng là một con S cộng thủ rất là khó chịu nó không thể hồi máu được nguyên nhân là do hiệu ứng cháy và hiệu ứng động đất của Brian Kilroy mình ở à, của mình nó đang khắc lại Luala lại hồi sinh Luala 8 sao là một con phải nói là rất là tốt khi các bạn chơi kèm với cả hai ba con hệ ma trong team đây là Giatina Fake của mình Nếu các bạn tiêu diệt con la trước khi mà nó có ấn mặt trăng trở lại thì nó sẽ không hồi sinh được nữa. Giống như thế này. Bị bẫy của con uh, Magena của mình mà chết. Bây giờ kêu một con kia thì nào cũng khó phết ấy. Vậy chết